ghi nhận của phóng viên, đến sáng sủa 31/10, đoạn qua địa bàn Bình Định, nhiều đoạn ngập sâu trong nước đến gần nửa mét. Cụ thể, đến khoảng 9 giờ sáng sủa, đoạn qua địa bàn xóm Mỹ Châu và thông tin Bình Dương huyện Phù Mỹ, ngập sâu trong nước phần bên phải tuyến. Theo thông báo mới nhất từ Cục Quản lý Đường Bộ Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, phần bên phải tuyến từ 1155-1156 và 1161-1164 qua địa bàn huyện Phù Mỹ ngập trong nước đến 0,1 mét, nhiều đoạn ngập sâu gần nửa mét khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Ông Trần Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường Bộ Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, trực tiếp hướng dẫn công tác ứng phó bão số 5 tại Bình Định cho biết, hiện tại, đơn vị đang hướng dẫn chi Cục Quản lý Đường Bộ hay cùng với đơn vị quản lý bảo trì tiến hành cẩu, nâng giải phân cách cứng để tiêu thoát nước, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, cử cán bộ túc trực thường xuyên trên tuyến kiểm tra, kịp thời phát hiện những điểm ngập để có phương án xử lý nhanh nhất, duy trì giao thông qua khu vực, khác lạ là tuyến. Ghi nhận đến gần 10 giờ, một số đoạn qua địa bàn Bình Định vẫn còn ngập nước. Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan tác dụng địa phương cũng được tăng mạnh để điều tiết giao thông ở những khu vực ngập nước, đảm bảo bình an về người và tài sản trước diễn biến tinh vi của bão lũ. Liên quan đến vấn đề đảm bảo giao thông qua Bình Định, ông Trần Đức Trung cho biết thêm, từ khoảng 23 giờ ngày 30 tháng 10 đến 2 giờ 45 ngày 31 tháng 10, đơn vị đã chứng kiến và lập biên bản dạng ghi nhận trạm Boa Nam Bình Định công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Boa Bình Định, xã trạm, không thu phí do mất điện kéo dài. Đồng thời mưa to, gió lớn thổi từ đông lịch sự Tây nên không thể mở cabin để bán vé. Một số hình ảnh ngập trên qua Bình Định. Đoạn qua thông tin Bình Dương huyện Phù Mỹ, ngập sâu trong nước đến gần nửa mét.